Ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận đã ký văn bản hỏa tốc gửi Ủy ban nhân dân ba tỉnh Quảng Trị, Nghệ An, Hà Tĩnh liên quan đến 15 công dân của ba tỉnh này định về quê tránh dịch, trốn vào thùng xe đông lạnh để thông chốt nhưng bị phát hiện. Công văn cho biết, ngày 12 tháng 9, Trạm Cảnh sát Giao thông Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận tuần tra trên quốc lộ 1A, phát hiện xe đông lạnh 51D-32814 do lái xe Lê Văn Tuấn điều khiển đang dừng trong sân một quán cơm thuộc xã Tân Đức, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận. Do có dấu hiệu nghi vấn nên tổ tuần tra đã yêu cầu tài xế mở khóa thùng xe đông lạnh, thì phát hiện trong thùng xe có 15 người, trong đó có một trẻ em là công dân của ba tỉnh Quảng Trị, Hà Tĩnh và Nghệ An. Quá trình làm việc với cơ quan chức năng, được biết 15 công dân của ba tỉnh đang gặp rất nhiều khó khăn, đã trả phòng trọ, không có nơi ở và mong muốn trở về quê hương, ổn định cuộc sống, nên tỉnh Bình Thuận không yêu cầu họ quay về nơi xuất phát. Đồng thời, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân tổ chức đưa về khu cách ly tập trung để đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch COVID-19 và chăm sóc sức khỏe cho 15 công dân. Để đáp ứng nguyện vọng của công dân được trở về địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận đề nghị Ủy ban nhân dân ba tỉnh Quảng Trị, Hà Tĩnh và Nghệ An thống nhất về lịch trình, thời gian, phương tiện, địa điểm đón công dân trở về quê. Cụ thể, xe đưa người về sẽ xuất phát lúc 7 giờ ngày 15 tháng 9 tại xã Tân Đức, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận. Điểm đón tại địa phận giáp ranh các tỉnh Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An. Phương tiện là một xe ô tô 41 chỗ 86B01223, gồm hai tài xế điều khiển. Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận sẽ đảm bảo chi phí vận chuyển, ăn uống dọc đường trên xe cho 15 công dân nêu trên về quê và bàn giao cho ba tỉnh Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An tại địa điểm đón đảm bảo an toàn cho công dân, nhất là trong công tác phòng chống dịch COVID-19 trong suốt quá trình di chuyển. Ủy ban nhân dân tỉnh cũng giao Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân tổ chức xét nghiệm cho 15 công dân và cấp giấy chứng nhận có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 trước khi xuất phát. Trong trường hợp có kết quả dương tính thì chuyển đến cơ sở điều trị theo quy định. Giao công an tỉnh thông báo cho công an các tỉnh từ Ninh Thuận tới Nghệ An tạo điều kiện cho xe đưa 15 công dân về các tỉnh Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An được thuận lợi và mong sự quan tâm, phối hợp của Ủy ban nhân dân ba tỉnh nói trên. Bạn có video hấp dẫn. Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo. Hãy gửi về pluavongpháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và những bút hấp dẫn.